Hi, xin chào các bạn. Trong video hôm nay thì Thân Nguyễn sẽ đánh cho các bạn nghe âm thanh của cây đàn guitar Classic C170Z của Ba Đần. Đấy. Các bạn cùng lắng nghe âm thanh nhé. Các bạn vừa được nghe âm thanh của cái đàn guitar C170Z. Đấy, về cấu hình của cây này thì mình cũng đã nói qua rồi. Nó không khác gì cấu hình của cây C170 các bạn nhé. Đấy.
Nếu các bạn muốn tham khảo thêm về thông số của cây này thì hãy xem video về cây C170, mình đã để ngay ở đường link bên dưới rồi. Đấy, về thông số, link sản phẩm mình để hết bên dưới rồi. Đấy, video này mình xin dừng ở đây để làm thêm các video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào.